Hải Dương xin kính chào quý khách nha. Em chào bác Nguyễn Văn Phán này. Vâng, báo giá luôn đây anh ơi. Em xin phép được ghim số điện thoại đây, em chào bác Tua Ngọc này. Bình thường thì em sẽ livestream vào buổi tối, nhưng mà mấy hôm nay Hải Dương cứ tầm tối lại mưa thì hôm nay mát rồi em lại quay sang buổi trưa. Thì không biết là với cái khung giờ của em như thế này thì khách hàng nào quan tâm không ạ? Em chào anh Quang Nguyễn này. Đừng quên những lượt like, những lượt chia sẻ cho em Lê Hương ô tô Hải Dương nhé. Em chào anh Lê Trung Hiếu này. Chia sẻ giúp em lên trang cá nhân và trang hội nhóm giúp em. Hôm nay thì bên em về rất là nhiều xe luôn. Khách đến hôm nay mát rồi. Mấy hôm trước thì nắng thì khách hàng toàn ship xe thôi. Nhưng hôm nay mưa thì khách hàng đến rất là nhiều. Số điện thoại thì em đã ghi ở dưới màn hình rồi ạ. 0354602790. Em chào anh Lý là Lý Hải Nam nhé. Chia sẻ cho em lên ạ, 13 khách hàng rồi, lên rất là nhanh luôn. Nay mát rời mà. Chúc khách hàng nhà mình có một tuần mới làm việc thật là năng lượng và hiệu quả này. Và cũng cảm ơn tất cả khách hàng đã cùng em Hương trong cái buổi báo giá ngày hôm nay đã vào đây xem cùng em nhé. Em chào anh Trương Nguyễn này. Dù là trưa hay là tối thì em vẫn nhìn thấy được tất cả những khách hàng thân yêu của em này. Vào khung giờ nào thì em cũng đều nhìn thấy nhé. Tại vì thời tiết nó báo mưa, em sợ tối lên mưa em không like được mà xe thì về rất là nhiều. Em chào anh Trần Hà này, 18 khách hàng rồi. Lên đúng 20 khách hàng này em xin phép được đi báo giá luôn đấy ạ. Chưa lay mát rồi lên nay chưa? Dạ vâng anh ơi, lay mát chờ lên em nay chưa. Em sợ rằng tối lại có bóng đá hoặc là tối lại mưa thì lúc đấy em không lay được, em rất là tiếc luôn. Làm việc hăng say mà anh. Bây giờ thì em xin phép được quay sang cam sau nhá. Vì em cũng báo hơi muộn. Cứ lưỡng lự sợ là đang khung giờ kia mà sang khung giờ này sợ các bác không quen. Đừng quên những lượt like, những lượt chia sẻ cho em nhé. Anh Phạm Hân này, bác Trương Nguyễn này. Ôi rất là nhiều xe luôn. Khách hàng này đến chốt xe Vios này. Chốt rất rất là nhiều xe luôn. Chào bác Bá Nhung nhé. Hôm nay thì em về thêm được cả Vios số tự động này, Accent số tự động màu đen này, Kia Rio thì số sàn nhập Hàn nguyên chiếc này. Bán tải em cũng về rất là nhiều luôn ạ. Bán tải về nhiều, 7 chỗ số tự động giá rẻ hơn 200 em cũng có này. Nhiều khách hàng quan tâm này, Innova, dạ để em ngắm xem là Innova làm ở đâu nhỉ? Innova thì em còn số tự động nhá. Ui, Xpander ở đâu đây? Sáng nay em lên hơi muộn, tự dưng em nhìn thấy chữ Xpander lại ở đâu đây? Chị ơi, chị, đâu ấy? Ui, khách đánh Xpander đến đẹp quá. Cái mà bác bán lại cho em có phải tốt không? Ui, Xpander này, chốt xe cảm ơn Sân Hương nhá. Cảm ơn bác Nguyễn Anh Quốc này. Innova thì em có số tự động đời 2010. Giá chào bán là bao nhiêu nhỉ? 330 triệu anh nhá. Đợi em một chút nào. Xe bác khách à, ôi dồi ôi, Xpander. Ôi kẻ mà bác chốt cho em chiếc Xpander này có phải tốt không? Em chào anh Đức Mạnh này. Cruy và Lacetti bên em gọi là vô vàn luôn. Anh Đức Mạnh đợi em một chút nào. Anh Trần Hà ơi, bên này bên em nhá, có mua bán trao đổi xe ô tô đã qua sử dụng. Anh muốn lên đời xe như thế nào hay xuống như thế nào thì cứ alo em nhá. Số điện thoại em đã ghi ở dưới rồi, 0354602790 này. Một em siêu phẩm Kia Rio biển 30, biển thủ đô Hà Nội đẹp. Nước sơn này ạ, không phải là màu đen đâu ạ, mà là màu xanh, rất là đẹp luôn. Một cái màu xanh mắt mắt cho em này. Bản này là đời 2010 năm nhập khẩu, em đang bán là 390 triệu Kia Rio. Ga tay tự động có này, màn hình giải trí có rồi. Sấy sưởi kính, lấy gió trong ngoài này, ghế da các bác nhìn cho em này. Nói chung nếu như bác nào mà yêu thích sự mạnh mẽ này và yêu nghe nhạc khi lên xe này thì em cam kết chiếc Kia Rio này bên em có đủ tiêu chí khách hàng nhà mình luôn. Số tự động đẹp 390 triệu có Kia Rio này. Rio trắng à, Rio trắng mình có nhá. Đây là Kia Rio số tự động 390 triệu, còn Kia Rio trắng một siêu phẩm mới về này. Em chào anh Trung Siun này. Rất là nhiều khách hàng quan tâm về chiếc xe Kia Rio màu trắng này mới về bên em. Được nhập khẩu bên Hàn nguyên chiếc này. Kia Rio với nước sơn màu trắng đẹp biển thủ đô Hà Nội. Giá chào bán chỉ có 325 triệu, đời 2010 năm. Động cơ trang bị là 1.4 nhá, nhập khẩu đời 2010 năm. Nhập Hàn nguyên chiếc cho em. Anh Trung CEO ơi, chia sẻ cho em lên nào. Chào bác Bùi Nhi nè. Anh Trương Nguyễn bảo rồi, phải chịu khó ạ. Phải chịu khó thì mới làm ra tiền đúng không anh? Đây ạ, à, Kia Rio nhập khẩu đây các bác nhìn này, ghế da đẹp căng luôn. Ghế da với một bộ ghế da đẹp căng này, tổ hợp phím bấm trên vô lăng này. Có túi khí an toàn đầy đủ cho em, màn hình giải trí này. Kia
nhập Hàn. Đời 2015 đây ạ, nước sơn màu trắng đẹp. Nếu như khách hàng nào bảo là anh chưa có người yêu thì chứng tỏ là khách hàng chưa đi được một mẫu xe đẹp rồi. Một em Kia Rio nhập Hàn đẹp như thế này, 325 triệu, các bác thử đi tán gái xem. Xem là có tán cả từ phụ huynh đến học sinh không nào. Xe này cực kỳ đẹp cho em nhé, 325 triệu có Kia Rio nhập Hàn nguyên chiếc này. Em chào anh Tuấn Hùng này, chào bác Lam Bùi, chào bác Khánh Phùng này. Đừng quên những lượt like và những lượt chia sẻ cho em Lê Hương ạ. Bên đây thì em có Accent. Accent này bản lắp ráp trong nước đời 2019 này, biển 89. Với nước sơn màu bạc đẹp, phía sau có 4 mắt cảm biến va chạm này. 385 triệu là giá mà em Lê Hương đang chào bán tới khách hàng nhà mình về chiếc xe Accent này. Tổ hợp phím bấm nghe gọi trên vô lăng này. Có cho em là túi khí an toàn đầy đủ này, ghế da hai màu cao cấp nhá. Accent 385 triệu đời 2019. Nếu như khách hàng nào mà tài chính chưa đủ thì em này có thể hỗ trợ trả góp cho mình đây ạ. Hỗ trợ trả góp cho mình ít nhất là 50% này. Đời 2019, động cơ là 1.4. Form dáng này cực đẹp luôn. Chào bác Sáng Hà này, chào bác Hạnh Vũ này. Đừng quên hãy chia sẻ cho em Lê Hương lên trang cá nhân và trang hội nhóm này. Em chào cả anh Vũ Hai, chào bác Mỹ Hạnh Phạm này. Chia sẻ cho em Lê Hương đi ạ. Xpander đẹp thế này mà khách lại không bán, tiếc thật. Nếu như mà chiếc này mà khách bán cho em thì con mà em lại chốt ngay vào buổi tối. Xpander đang cháy hàng lắm. Một em Hyundai i10 bản đủ màu đỏ đẹp đây ạ. Biển 37 nhá, em quay rõ cả biển. Để khách hàng nào mà có trùng với tỉnh nhà mình mà thích mua về tỉnh luôn thì nó đơn giản hơn nhiều, đúng không ạ? Màu là màu đỏ đẹp này. Đèn bi salon có đèn phá xương, đèn gầm đầy đủ cho em nhá. Bản này bản 1.0, đăng ký đăng kiểm đến tháng 10/2023. Giá chào bán là 245 triệu, bản 1.0. Ghế da này cực kỳ đẹp luôn. Đề lỗ thông minh, màn hình giải trí, túi khí an toàn đầy đủ nhá. Tổ hợp phím bấm trên vô lăng. Và ưng ý nhất không chỉ là số máy, màu da, màu sơn của chiếc xe, mà em còn có một cái áo da cực đẹp luôn. Đấy, trần là trần 3D cực đẹp cho em rồi. 245 triệu bản đủ 1.0, đời 2015 nhập khẩu cho chiếc xe Hyundai i10 màu đỏ đẹp bên em ạ. Hôm nay khách toàn khách VIP thôi. Dạ đúng rồi ạ, bên em là chuyên mua bán ô tô đã qua sử dụng chị bác Tần Nguyễn nhé. Hôm nay toàn khách VIP này, đi một đoàn đến đánh xe cả nhà đến xem xe xong là ưng quá lại chốt một con xe mang về nè các bác này. Toàn khách đi xe Kia đẹp này, Xpander xịn này, em cứ tưởng khách đến bán xe cho em cơ. Em chào anh Cường Móm này, chào bác Tú Dương, chào bác Vũ Minh Khang này. À Vũ Minh Khanh, em có chồng chưa? Chồng thì em có rồi, còn người yêu thì em chưa có. Mỗi lần để có người yêu là chồng lại phản đối anh ạ. Một chiếc xe Santa Fe bản Gold, máy dầu đẹp cho em này. Giá chào bán chỉ có hơn 200 triệu thôi ạ. 225 triệu, biển 15 Hải Phòng đây ạ. Cam hành trình có nhá. Nếu như mà hơn 200 này mà đi Santa Fe bản Gold đẹp của em nhá, còn khối hơn những dòng xe khác anh ạ. Còn đẹp, còn mướt, đi còn bốc chán này. Còn đẹp, còn mướt chán ạ. Santa Fe bản Gold 225 triệu. Xe đẹp quá anh ơi. Xe lượt đẹp bán luôn anh cho em anh ơi. Mua luôn. Đang bảo là hai bác nào đến Xpander đẹp, Kia hang đẹp này. Giờ chỉ cần hô phát là em mua lại ngay. À, hai anh cứ đi về nhá. Dạ. Quá là nhiều xe đẹp luôn ạ. Vâng anh chị ơi, bây giờ xe ô tô cũ là một xu hướng rồi. Khi mà khách hàng mua xe ô tô mới thì còn phải rất là nhiều chi phí đi kèm, mất giá trị xe ngay từ khi mình lăn bánh ra khỏi xưởng, ra khỏi salon. Nhưng xe ô tô cũ bên em thì không vậy ạ. Giá trị xe không hề bị mất nhiều, mà chất lượng xe thì bên em cũng cam kết rồi. Không đâm xô và không ngập nước nên các bác yên tâm nhé. Anh Long Văn Thắng ơi, anh Boy Nam Vũ Văn ơi. Anh Vũ Văn này là họ là ngoại nhà em rồi. Nhà em là họ Vũ Văn đây. Nếu như màu đỏ các bác chê là hơi đồng bóng hoặc là hơi ma lóng mắt thì các bác có thể chọn cho em một chiếc xe Hyundai i10. Màu xanh đẹp cực kỳ mát mắt, giải nhiệt mùa hè đây ạ. 225 triệu đời 2016 nhá. Đời 2016 ạ. i10 màu xanh mát mắt đây ạ, giải nhiệt mùa hè đời 2016 nhập khẩu cho em. Bản này là bản 1.0 ạ. Biển 51. Nước sơn màu xanh đẹp. La răng thể thao rồi, có xi nhan trên gương. Em cảm ơn anh Long Văn Thắng rất là nhiều. Xe đẹp, người đẹp quá, cho em đặt hàng. Chúc cho toàn thể khách hàng nhà mình một tuần làm việc thật là năng lượng này, hiệu quả này.
buôn bán này cũng buôn may bán đắt này. Em chào anh Tạ Duy nhá. Và đừng quên những lượt like và những lượt chia sẻ cho em Lê Hương ạ. À, một cô gái cực kỳ ngoan ngoãn này, chăm chỉ đây ạ. Bên đây thì em có một em Sờ Bắc 85 triệu. Nếu mà nói về Sờ Bắc thì đây đúng là hoa hậu của Sờ Bắc rồi các bác nhìn này. Lớp sơn màu xanh lá đẹp. Ghế da hai màu cực kỳ cao cấp luôn. Quan trọng là giá có 100, à, xin lỗi, giá có 85 triệu thôi. Điều hòa mát lạnh. Chị Đỗ Mai ơi, Mazda thì em có đời 2009 thôi ạ. Còn 2016, 17 thì bên em tạm hết nhá. 2006, à, 2016, 17 em tạm hết này. Cảm ơn anh Lan Nguyễn là chào bác Đồng Nam này, hai anh Nam liền. Hiện tại bây giờ nếu như khách hàng mà quan tâm về e-Morning, Kia hay là Hyundai i10 thì bên em nó gọi vận động một ổ rồi. Rất là nhiều luôn. Một chiếc xe i10 bản đủ 1.0 đời 2014 nhập khẩu đây ạ. 5 chỗ ngồi, số sàn nước sơn màu bạc đẹp. Bản này có xi nhan trên gương, gương kính cục chỉnh auto cho em này. Bản đủ sẽ có gì? Đề lỗ thông minh, túi khí an toàn đầy đủ nhé. Có tổ hợp phím bấm trên vô lăng. Ghế da cực đẹp luôn. Và quan trọng là giá là bao nhiêu ạ? 225 triệu, dù xe có đẹp đến đâu, quan trọng vẫn là giá phải đẹp đúng không ạ? 225 triệu bản 1.0 đủ cho em. Hyundai i10 bên em bây giờ nếu như mà để kể chi tiết ra thì em phải có hơn chục chiếc luôn. Vì bây giờ khách hàng đang trong thời điểm xăng đắt như này, các bác luôn chọn cho mình một chiếc xe gia đình, tiện nghi, thân vỏ chắc chắn, máy số ngon và không hề tốn xăng đúng không ạ? Chào bác Nguyễn Minh Quân này, chia sẻ cho em đây nào các bác ơi. Mỗi bác chỉ cần cho em xin một nút chia sẻ thôi. Bác Nguyễn Bình này, anh Nam này, anh Đồng Nam và anh Huỳnh Tuấn Kiệt này, đừng quên chia sẻ cho em ạ. Nếu như khách hàng có mục đích sử dụng bán tải này thì em có một cặp song sinh bán tải này. Một cặp song sinh bán tải chỉ giống mỗi lớp sơn thôi, còn khác ông bà nội khác luôn cả ông bà ngoại. Em đầu tiên là em bán tải Ford Ranger quay chắc. Bản này là bản 3.2, số tự động bên em nhé. Em này thì đang cao giá nhất về bán tải bên em này, 845 triệu, biển 14 này, bốn mắt cảm biến va chạm phía trước này, đèn bi đầy đủ này, đèn gầm có rồi, xin nha, cục chỉnh tự động cho em, bản 3.2, Ford Ranger qua chắc nhập thái đẹp, có đề lỗ thông minh, màn hình giải trí này, có khởi hành ngang dốc này, hỗ trợ trơn trượt, hỗ trợ đổ đèo, máy dầu hai cầu, số tự động đẹp đây ạ, 840 triệu, hai cầu nhá. Các bác khi đi đường mà hỏi thắc mắc là tại sao lại có 4x4 thì tức nó sẽ là hai cầu cho em ạ. Ford Ranger qua chắc biển 14, nước sơn màu trắng đẹp, lên thùng rồi. Lên thùng thấp rồi đây các bác, về chỉ việc đi thôi ạ. Trả góp em này đến 60% giá trị xe. Bây giờ thì em nó đang có giá là 845 triệu. Thì các bác chỉ cần có tầm 300 một chút xíu là đánh xe về rồi. Đằng sau là một em bán tải đến từ thủ đô Hà Nội này. Một em Nissan Navara cũng là số tự động và cũng là máy dầu. Anh em thân thiết với chiếc xe bán tải kia. Không cùng một dòng máu nhưng mà cùng một lớp sơn nhá. Rất là đẹp luôn. Nissan Navara đời 2017, số tự động đẹp đây ạ. Màn hình giải trí có đầy đủ cho em, ghế da hai màu cao cấp luôn. Nissan Navara này máy dầu em đang bán là 535 triệu. Em này thì cũng hỗ trợ trả góp ok. Ít nhất là 60% giá trị xe. Những dòng xe bán tải bên em đều có hỗ trợ trả góp này. Các bác nhìn xe này, xe nó còn đẹp, còn mới đến mức là còn nguyên sách hướng dẫn sử dụng này. Đến dầu gội đầu còn có sách hướng dẫn sử dụng nữa cơ mà. Nissan Navara 2017 535 triệu, nước sơn màu trắng đẹp, cũng lên thùng rồi. Khách hàng nào mà mua xe bán tải mà có thùng rồi là một lợi thế nhá. Vì nếu như chưa có thùng ấy, khi các bác mà cần trong mục đích sử dụng mà không có thùng, thứ nhất là phải đăng ký lại để lên thùng, thứ hai là cái giá trị của thùng nó cũng hơi bị cao một chút đấy, phải trên chục triệu đấy ạ. Lên em này đầy đủ rồi này, cảm biến có, cam lùi có, Nissan Navara đời 2017, giá chào bán 535 triệu. Chào bác Lý Thông Hội này, con chào bố nhá. Chia sẻ cho em Lên Hương lên nào. Hôm nay buổi trưa mát rồi thì em nai trưa thì tối em sẽ nghỉ nhá. Vì em sợ là nhỡ may mà mưa buổi tối thì em không nai được. Ford Ranger qua chắc bản 3.2 845 triệu. Đấy là dành riêng cho những bác nào mà yêu thích bán tải đây. Còn nếu như các bác khởi nghiệp bằng cái mức độ là mới tập lấy xe, mới lấy bằng, không may mà chân tay vụng về mà va quẹt vào đâu, thì em có một em Matiz 66 triệu. Một em Matiz với lớp sơn màu trắng 66 triệu. Trên bên ngoài thì dán rất là nhiều những cái hình thể thao luôn. Matiz tập lái biển thủ đô ạ, 65, 66 triệu thôi nhá các bác nhá. Quá là đỉnh cấp luôn.
đẳng cấp đây. Đời 2008 này, động cơ ăn xăng là 0,8 nên là còn rẻ hơn cả xe máy luôn. Nhưng mà được cái điều hòa máy số cực êm. Các bác cứ sợ là đi xe 60 triệu có đi được 50 cây một lúc không? Em cam kết các bác đi cả cái miền Bắc cho em. Đi cả là cái miền Bắc luôn. Nếu như không nói ngoa thì đi xuyên Việt cho em luôn. Nó chỉ hơi rẻ tiền một chút thôi chứ còn chất lượng thì quá là đẳng cấp này. Còn bây giờ thì em sẽ đi sâu hơn vào bên trong này. Honda CRV 5 chỗ ngồi gầm cao đấy ạ. Số tự động đến từ nhà Honda đình đám nhá. 5 chỗ ngồi gầm cao. Em này là đời 2009. Em đang bán là 408 triệu. Nói nhỏ này, em này nằm ở đây một tháng rồi. Không hiểu lý do gì. Lúc bờ đầu mới về khách hàng yêu lắm, hỏi lắm. Xong em còn kêu chưa bán. Bây giờ em cắt lỗ này. 400 triệu bao rút hồ sơ khách hàng nhà mình nhá. 400 triệu cho con Honda CRV này. Biển 34, 5 chỗ ngồi gầm cao, đèn bi sa lông, đèn gầm đầy đủ này, có cảm biến luôn. Bản này thì có cửa lóc nhá. Số điện thoại em đã để dưới màn hình rồi, bác Tăng Thị Minh này, bác Lê Văn Sáu, bác Nguyễn Nhàn và bác Trung Arena, bác Arsena đúng không ạ? Chia sẻ cho em đây nào. Bên đây thì có một em Lacetti biển 37 này. Lacetti SE 193 triệu đời 2009 nhá. Bản này là bản nhập khẩu cho em. Tối mưa. Like các bác giật mình. Bên đây thì có Kia Sorento đời 2009 này. Kia Sorento 7 chỗ ngồi số tự động. Em đang bán là 375 triệu. Trang bị động cơ là 2.4 đẹp này, 7 chỗ ngồi ạ. Còn Vios bản e xịn thì em có nước sơn màu đen này, đời 2009. Nếu như khách hàng nào mà quan tâm thì em có Vios bản e xịn đây ạ. Màu đen đẹp đời 2009 này. Động cơ trang bị là 1.5 cho em. Động cơ là 1.5 này. Innova thì em có số tự động nhé. Innova thì em có số tự động đây ạ. Đợi em một chút em quay led một lần nữa. Con in con Vios bản e xịn bên em này. La răng thể thao đầy đủ đẹp nhé. Phanh đĩa đầy đủ rồi. Phanh ABS 2 bánh trước này. Ốp hết mạ cờ đôm rồi. Biển 36 cho chiếc xe Vios màu đen bản e xịn bên em. 208 triệu. Nói nhỏ còn 200 thôi ạ. Còn 200 thôi ạ. Còn bác nào mà đang thích Innova thì em có này. Innova số tự động đời 2010 số tự động em đang bán là 330 triệu đây ạ. Có túi khí an toàn, ghế da thì đẹp căng. Đi xem khách hàng xem các bác cứ để ý cho em này. Từ cái hàng cái cánh cửa của bác Tài là cánh cửa sử dụng nhiều nhất mà em nó còn đẹp như thế này. Thì không lý do gì mà không chốt Innova đúng không ạ? 7 chỗ ngồi số tự động Innova đời 2010 em đang bán là 330 triệu. Biển là biển 34 bánh đậu xanh này. Em chào bác Quang Bằng nhé. Để lại bình luận phía dưới cho em nếu như quan tâm bất cứ một mẫu xe nào bên em. Bên đây thì em lại có một chiếc xe Ford EcoSport. Bản này là bản Titanium cao cấp form dáng mới đấy ạ. Đời 2018 thì sẽ có 4 mắt cảm biến va chạm phía trước, 4 mắt cảm biến va chạm phía sau. Bản này là bản nhiều túi khí này. Đăng ký đăng kiểm còn đến tháng 11/2023. EcoSport 2018 535 triệu, động cơ là 1.5, 5 chỗ ngồi gầm cao số tự động đây ạ. Bật mí là em này cũng trả góp được. Ít nhất là 50% giá trị xe. Các bác cứ tính một lửa ra. 535 thì trừ đi một lửa đi. Thì các bác cũng hỗ trợ được hơn 200 một chút. Màn hình giải trí này, túi khí an toàn đầy đủ cho em. Nhiều khách hàng cứ sợ là trả góp thì phải thủ tục đơ khó. Nhưng mà em nói rồi, thủ tục thì cực kỳ đơn giản luôn. Gửi cho em số chứng minh thư nếu như mình có vợ, có chồng, cả hộ khẩu, gia đình. Lãi suất là 0,8 trên 1 triệu, tức là 800 nghìn, 100 triệu một làm một tháng nhé. Hộ cận nghèo, anh ơi, hộ cận nghèo thì em có này. Một em Y10 giá chỉ có 125 triệu. Toàn xe cận nghèo mới hộ nghèo thôi anh ạ. 125 triệu có Y10 các bác nhé. Đời 2008 này, bản nhập khẩu thân vỏ chắc chắn đây ạ. Y10 em có luôn. Kia Morning em cũng có. Kia Morning em cũng có này. Hoặc bên đây thì có một em Mazda 3S với lớp sơn màu đỏ đẹp. Mazda 3S đời 2009, số tự động bản nhập khẩu này 285 triệu. Em này thì hơi cận nghèo một tí rồi. Không cần phải nghèo đâu ạ, cận nghèo một tí thôi. 285 triệu đây ạ, Mazda 3S màu đỏ ạ. Bản này có cửa lóc đầy đủ cho em này.
Bản này có cửa lốc này, tổ hợp phím bấm trên vô lăng này ạ. Mazda 3S điều hòa auto, sấy sưởi kính, sấy sưởi ghế. À, em này có sấy sưởi kính thôi, không có sấy sưởi ghế. Mazda 3S đây ạ, 285 triệu nhé. Còn bên đây thì có một chiếc xe Hyundai i10, 125 triệu đời 2008 này. Avio thì em có số sàn 2017 với lớp sơn màu trắng đẹp. Đời 2017 em đang bán là 245 triệu anh đối. Con à? 245 triệu đời 2017 số sàn. Động cơ trang bị 1.4, form dáng đẹp. Form dáng cao hơn những bản sedan bình thường một chút này. Avio đây ạ. Điều hòa mát lạnh, túi khí an toàn đầy đủ cho em. Ghế da các bác nhìn này, cực kỳ sạch sẽ luôn. Đời 2017 cho chiếc xe Avio nhá, 245 triệu 2017 này. Bên cạnh chiếc Avio thì em có một chiếc xe Vios đời 2008 với lớp sơn màu đen đẹp. Biển là biển 38 này. Chào bác Lê Điển này, chào bác Đinh Hiếu, chào bác Giang Hân, chào bác Quốc Trung, chào bác Lộc Văn Trần, chào bác Hiếu Nhung. Đừng quên những lượt like và những lượt chia sẻ cho em Lê Hương lên trang cá nhân và họ nhóm nhé. 0354602790 là số hotline của em để làm giao dịch này. Còn địa chỉ bày bán bên showroom em Lê Hương là 51 Thanh Xá, Liên Hồng, thành phố Hải Dương. Vios 2008 màu đen đẹp 179 triệu vẫn bao rút hồ sơ. Và em này có đề lỗ thông minh, cam hành trình có này, cam lùi cũng có luôn. Và em này có cả màn hình giải trí rồi nhé. Và quan trọng là giá là bao nhiêu, 179 triệu, dù là giá bao nhiêu thì em cũng đều bao rút hồ sơ. Để khách hàng nhà mình đi không phải mưa nắng vất vả này. Bên đây thì em có một em Hyundai Avante, đời 2011, màu trắng đẹp này, form dáng sedan, bản này bản cửa lock cho em. Đèn halogen này, có đèn phá xương, có giải đèn nét luôn nhá, biển thủ đô Hà Nội. Giá chào bán là 328 triệu đời 2011. Động cơ là 1.6 bản cửa lock, màn hình giải trí đẹp luôn. Túi khí an toàn, ghế da đẹp, cam kết không đâm xô và không ngập nước. Bây giờ nhiều khách hàng rất là buồn cười. Cứ nói đến biển thủ đô là các bác sợ là Hà Nội bị ngập nước nhá. Các bác phải yên tâm một điều là sau cái vụ SEA Games thì bên em đã có những cái vụ dự án làm rất là nhiều xe rồi và không nhập lại những dòng xe ngập nước. Trước khi là người đi bán thì em cũng là người đi mua, em cũng phải đầu tư rất là nhiều tiền, phải bỏ ra công sức cũng như là phải cho thợ kiểm tra kỹ càng thì bên em mới mua nhé. Hải Dương hôm nay mát anh ạ, nên là em sợ là tối nay nó sẽ mưa nên em sẽ live trưa. Nếu mà live trưa rồi thì tối em sẽ nghỉ ạ. Em chào anh công nhân năm ấy này, chào anh Quốc Trung, anh Lê Điển ơi, anh Thọ Quang ơi, chia sẻ cho em bên nào. Chào bác Vương Vũ nhá, bác Vương Vũ lấy bằng rồi thì gặp em Hương đi. Lấy bằng rồi thì phải gặp em ngay. Hôm nay rất là nhiều khách hàng đến gặp em đây này. Lacetti thì em có này, một siêu phẩm Lacetti CDX. Bản này là bản full số tự động, có ga tay tự động, có lưu control. Giá chào bán 265 triệu đây ạ. Từ đợt trước mùa SEA Games thì gạ mãi bác nó không bán. Sau mùa SEA Games bác ấy lên đời luôn, là bác ấy đã để lại cho em một chiếc xe Lacetti CDX bản full. Bản này có ga tay tự động, có lưu control đầy đủ cho em nhé. Đề lỗ thông minh, ghế da zin, ghế da rất là đẹp luôn. Nghe. Cửa lốc đầy đủ cho em này. CDX 265 triệu, túi khí an toàn đầy đủ cho em, sấy sưởi kính có, sấy sưởi ghế có. Bản này là bản full, có ga tay tự động, có lưu control nhá. Động cơ trang bị là 1.6 này. Cam hành trình có nhá. Trước SEA Games là bác ấy còn chưa lên đâu, đợi anh thắng vụ SEA Games này thì anh sẽ để lại cho cô Hương một chiếc xe đẹp. Y rằng là bác lên đời xe rồi. Lên một em xe gần một tỏi đã để lại cho em chiếc CDX rồi. Còn bên đây thì em có một em siêu phẩm mẹ, một Oppa Hàn Quốc này. Oppa Hàn Quốc Hyundai i30, Vios tầm 230 triệu quay đầu. Thì em có Vios bản E xịn đời 2009, 208 triệu. Và một chiếc xe Vios nữa đây, với lớp sơn màu đen đẹp này, là giá chào bán là 179 triệu. Bên em đang có hai Vios nhá. Còn vừa rồi một khách hàng hợp với phong thủy của màu vàng cát thì đã chốt một chiếc xe Vios đời 2011 với giá là bao nhiêu ạ? 210 triệu. Anh Phúc Trần ơi, bên em nhiều xe Vios lắm, số tự động có, số sàn em có, bản nào em cũng có, để lại số điện thoại cho em nhé. 308 triệu cho chiếc xe Oppa Hàn Quốc đây ạ, i30 đời 2009 nhập khẩu, động cơ 1.6 nhé.
La răng thể thao phanh ABS, bản này bản full kịch có cửa lóc cho em 308 triệu, sấy sưởi kính có, sấy sưởi ghế có luôn. Tổ hợp phím bấm nghe gọi rảnh tay trên vô lăng này, Y30 nhập Hàn ạ. Sao lại sao thế nhỉ anh nhỉ? Sao thế nhỉ? Không biết vì sao mà bác cái này trước mùa SEA Games không bán, giờ sau mùa SEA Games thì lại lên xe một tí, lại để lại cho em CDX này. Em chào bác thành phố Hoa Hải Phòng nhá. Lâu lắm em cho bác xem livestream của em Lê Hương này. Vios thì em có bản E này anh Phúc Trần ơi, Vios có bản E xịn này, đời 2009 này, xin nhan trên gương đẹp luôn, la răng thể thao, phanh ABS, số sàn 1.5, 208 triệu, để lại số điện thoại cho em thì cái giá nó còn đẹp hơn nữa anh nhá. Để lại số điện thoại cho em, một chút nữa xuống livestream thì em sẽ kết nối Zalo. Số tự động bên em cũng có này, màu vàng cát, số sàn đời 2016 một chủ em cũng có nhá. Rất là nhiều xe đẹp luôn. Còn bên đây thì em có một xe của bác Vượng đây ạ. Người Việt dùng hàng Việt, với nước sơn màu trắng đẹp và là số tự động. Điểm đặc biệt của em này là gì? Nhấn nhẹ chân ga thôi là lưng đã dính vào ghế rồi. Ăn xăng cực ít luôn. Các bác có đi kiểu gì thì cũng chỉ hết 7 lít trong cung đường, trong đô thị thôi. Còn đâu chỉ hết 5 lít trên 100 km thôi. Cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu cho em. VinFast Farin của bác Vượng đây ạ. VinFast Farin của bác Vượng, biển 17, ốp Lipo rồi. 340 triệu, vẫn bao rút hồ sơ. Đời 2019 đẹp luôn. Đời 2019 đây ạ. Các bác nhìn bộ la răng đẹp chưa ạ? La răng cực xịn luôn. Còn có cả giá để đồ nhá. Khách hàng nào mà mua tặng vợ chiếc xe này thì quá đẳng cấp này. 340 triệu, đề lỗ thông minh có, màn hình giải trí có ạ. Order chuẩn của em này chỉ có 3 vạn thôi ạ. 3 vạn, có cả hỗ trợ trơn trượt đồ này, hỗ trợ chống trơn trượt này, từng con ốc quần nguyên zin như này, bao test hãng toàn quốc cho em nhá. Màn hình giải trí, xe của bác Vượng nhá, VinFast Farin. Xin nhan trên gương, ốp hết tay lắm cửa, ốp luôn cả đèn pha. Đây ạ, la răng đẹp này, 340 triệu, đừng quên những lời chia sẻ cho em Lê Hương nào các bác ơi. Anh bận quá, nếu như mà bận quá thì thỉnh thoảng vào xem xong là like cho em một lút anh nhá. Chia sẻ cho em nào, chào bác Thu Hương, chào bác Lý Anh Xiên này. Kia Morning thì bên em có 2 chiếc màu vàng với lớp sơn màu vàng zin đẹp. Nhiều khách hàng màu vàng anh không thích. Quan trọng là số máy phải ngon. Màu vàng cũng hợp với rất là nhiều phong thủy luôn anh nhá. Kia Morning đời 2016, số máy ngon, màu sơn zin. Giá chào bán 215 triệu, màn hình giải trí OLED này, đầy đủ cho em. La răng thể thao đẹp rồi, 215 triệu. Bên em đang có 2 chiếc xe Kia Rio, một chiếc biển thủ đô Hà Nội, một chiếc là biển 14, Rio đây ạ, bản nhập Hàn nguyên chiếc. Em đang bán chiếc này với giá là 325 triệu, đời 2015, 2 chiếc bên em đều là nhập Hàn nguyên chiếc này. Một chiếc xe của bác Vượng màu đỏ thì đi làm dâu rồi, hợp phong thủy màu đỏ là lên màu đỏ rồi. Bác đã đến mua xe, bác bảo là vợ anh hợp phong thủy màu đỏ á. Còn bố anh hợp phong thủy màu trắng thì khả năng là bác đã chốt đốt con đấy của em mất rồi. Em chào bác Trần Cường này, chào bác Trịnh Ngọc Huynh này. Khách hàng nhà mình ơi, chia sẻ cho em Lê Hương một lút lên trang cá nhân và hội nhóm giúp em nào. Rất là nhiều xe đẹp luôn ạ. Bên đây thì em lại có một chiếc xe với cái cửa tiền 150 triệu mà các bác muốn xe Morning. Và biển thủ đô thì em có này, Kia Morning bản Sport đẹp đây ạ. Giá chỉ có 150 triệu đời 2011 nhá. Đời 2011 biển thủ đô Hà Nội, cửa tiền 150, có Kia Morning Sport này. Có túi khí an toàn các bác nhá. Ghế da thì em lên lại rồi. Ở ghế da cũ thì nó hơi xấu, không rách không nhõn gì nhưng mà nhìn nó hơi xấu. Để đảm bảo chất lượng ngồi cho khách hàng này em đã bọc lại ghế da rồi. Và giá không đổi đâu ạ, 150 triệu. Anh Phong Phạm này, anh Văn Chỉnh này, anh Hoàng Văn Hậu này, mới vào thì cho em Lê Hương một lượt like và một lượt chia sẻ đi ạ. Rất là nhiều xe luôn. Bên đây thì em lại có một siêu phẩm CDX nhập khẩu đây, biển 99 này. Quay rõ từng biển để khách hàng nhà mình cùng tham khảo ạ. Biển 99 này, CDX đời 2010 và đăng ký là 2011, số tự động, đề lỗ thông minh, màn hình giải trí, ghế da hai màu. Bản này có cửa lóc. Em đang bán CDX này là bao nhiêu ạ? 260 triệu.
ghế da hai màu, số tự động đẹp, đi cực bốc cho em. Những bác nào mà thanh niên mà thích sự khỏe khoắn trẻ trung nhá, thì CDX là một cái sự lựa chọn hoàn hảo luôn ạ. Giá thì có hơn 200 thôi. Hơn 200 mà đi bản sedan nhập Hàn như thế này thì quá là chất lượng luôn. Khởi nghiệp cho các bác hộ cận nghèo. Xe này cực đẹp luôn. Bên đây thì em có một em Jolie này, đời 2005. Động cơ trang bị là 2.0, số sàn em đang bán là 135 triệu. La City EX bản máy to, giá cũng chỉ có 150 triệu thôi, đời 2009 này. Quay rõ cả biển này, Jolie 8 chỗ ngồi mà công trình công trường các bác đi em này quá là ok cho em luôn, cao mà. Còn đây là Jolie đây nhỉ? Còn đây là La City đấy ạ, La City biển 37. Máy to, đi cực khỏe cho em. Fiat với cửa tiền hơn 200 dưới 300 thì em còn có một chiếc màu trắng nữa này. Fiat đời 2017, động cơ cũng là 1.5. Em đang bán là bao nhiêu ạ? 210 triệu đồng cho chiếc xe Fiat màu trắng đẹp đây ạ. 210 triệu đồng, nước sơn bên ngoài màu trắng đẹp. Tay lắm cửa ốp mạ chrome, ghế da cũng là ghế da đẹp xịn luôn. Màn hình cỡ vừa thôi, các bác nhìn cho em này. Ghế da đẹp căng luôn nhá. Chào anh Trần Văn Thống này, chào anh Thanh Tuấn này. Nào, chia sẻ cho em Lê Hương lên nào. Quá là nhiều xe đẹp luôn. Y10 thì bên em lại về thêm một chiếc xe Y10, đời 2016 bản nhập khẩu 1.0 này. Y10 với lớp sơn màu bạc đẹp, hiện tại bên em rất là nhiều Y10. Y10 thì nhiều lắm luôn. 230 triệu, 230 triệu đời 2016 này. Màn hình giải trí cam hành trình thì vẫn còn sống, nhưng mà nó hơi bị tuột ra một chút, mai em sẽ cho thợ lắp lại. Ghế da đẹp căng. Tổ hợp phím bấm trên vô lăng, các bác nhìn cho em này. Số này là số sàn nhá, 230 triệu có chiếc xe Y10 đi. CDX thì em có này. CDX bản nhập Hàn quá là nhiều rồi, nhưng là màu đen. Nhiều khách hàng bảo là anh không hợp với màu đen, thì em có luôn CDX với lớp sơn màu bạc đẹp đây ạ, sáng quắc luôn. Đã là CDX thì sẽ có cửa lock đầy đủ cho em, bản nhập Hàn. Đề lỗ thông minh, màn hình giải trí, tổ hợp phím bấm trên vô lăng này. 239 triệu, động cơ là 1.6 của CDX nhá. Bản nhập Hàn này sẽ có cả sấy sưởi ghế cho em, vì bên Hàn họ lạnh mà, nên họ hay làm luôn cả sấy sưởi ghế nhá. Chào bác Vân Khánh này, chào bác Thanh Tuấn này. CDX màu bạc la răng dạng phay 5 chấu này, thể thao đẹp, các bác chuyển động nhìn bên ngoài rất là khỏe khoắn luôn. Một em CDX đẹp nữa đây ạ, CDX số tự động bên em quá là nhiều. Nếu như khách hàng mà thích Kia Rio thì vừa rồi em đang lên hai chiếc màu trắng, nhưng mà là số sàn, mà thích số tự động thì em có màu bạc đây ạ. Em có 4 chiếc xe Kia Rio, 2 số sàn và 2 số tự động. Kia Rio với biển 34 bánh đậu xanh, em màu bạc này là số tự động cho em. Đời 2016, bản nhập khẩu, nhập Hàn nhá, 395 triệu. Đèn halogen này, đèn gầm đầy đủ cho em luôn. La răng thể thao, xin nhan trên gương. Kia Rio 395 triệu, bao rút hồ sơ cho khách hàng nhà mình. Tổ hợp phím bấm trên vô lăng này. Màn hình giải trí đẹp cho em, có ga tay tự động luôn. Ghế da hai màu cao cấp, số máy ngon, cam kết không đâm xô và không ngập nước. Dù khách hàng chỉ mua một chiếc xe bên em với giá vài chục triệu thì em cũng cam kết không đâm xô, không ngập nước, không bị phạt nguội và hồ sơ chủ mã đầy đủ luôn. Một em Spark đời 2009 với lớp sơn màu đỏ, tập lái đây ạ. Tập lái này, chở hàng đều ok cho em, 85 triệu thôi ạ. Xe nhá, em này là cắt lỗ này. 7 chỗ ngồi mà muốn đi xe 7 chỗ ngồi giá rẻ đây, khởi nghiệp cho các bác mình. Một em biển 88 Vĩnh Phúc, đèn bi salon, đèn gầm đầy đủ luôn. Captiva đời 2010, ai xin lỗi. Captiva đời 2007, em đang bán là 210 triệu đồng, nước sơn màu đồng đẹp. Có hỗ trợ trơn trượt, cân bằng điện tử, có cả trơn trượt này, có đổ đèo này, có cân bằng điện tử này. Ghế da đầy đủ, ghế da zin này. Tổ hợp phím bấm trên vô lăng thì em này chưa có, nhưng được cái có tôi khi an toàn. Hỗ trợ cân bằng, hỗ trợ chống trơn trượt đầy đủ cho em, đổ đèo cũng có luôn. Captiva 210 triệu đồng, 7 chỗ ngồi số sàn đấy ạ. 7 chỗ ngồi gầm cao này, có kệ bước chân lên xuống này, có luôn cả giá đầy đồ. Đèn là đèn bi salon này. Biển 88 Vĩnh Phúc ạ. Chào bác Ngô Tiến Lợi này, chào bác Thùy Dương, chào bác Nguyễn Nguyên, chào bác Đặng Văn Huy nào. Đừng quên những lượt like, những lượt chia sẻ cho em Lê Hương nào. Quá là nhiều xe đẹp luôn.
Còn bên đây thì em lại có một em siêu phẩm này, đôi khi nó bị ẩn cái bình luận ạ. Dạo gần đây là hay bị ẩn bình luận, lúc mà em live stream khách hàng bình luận em không đọc được. Nhưng mà khi em xuống live thì rất là nhiều bình luận. Thì em cũng muốn nói khách hàng thông cảm cho em, nếu như khách hàng bình luận một cái mẫu xe nào đấy mà em chưa đọc tên, chưa nói đến thì tức là em chưa nhìn thấy bình luận nhá. Thì các bác cũng đừng nghĩ là em kêu hay em bơ khách nhá, mà lại bình luận tiếp hộ em một cái vào đây để em nhìn thấy này. Đôi khi là mạng nó bị ẩn bình luận em không thể nhìn thấy được. Em chào bác Lê Ngọc Công này, chào bác Tùng Ngô này. Một em siêu bán tải đây ạ, siêu bán tải mini. Một chiếc xe Kia Morning biển vạn, đăng ký 2 chỗ ngồi là biển D nhá. Em đang bán là 240 triệu, số tự động đẹp. Bản nhập Hàn cho em, ghế da này, màn hình giải trí này đầy đủ cho em. Chỉ có giá là 240 triệu, số tự động đẹp. Các bác có đi gia đình mà con nhỏ cũng ok này, đi chở hàng, chở đồ cũng ok cho em nhé. Lước sơn là một cái lước sơn màu tím đẹp, bản nhập Hàn, 240 triệu ạ. Con bán tải đẹp đây. Em chào anh Hùng Vương, chào anh Đạo Duy, đẹp thật, cảm ơn anh Duy nhé. Đừng quên những lượt like và những lượt chia sẻ cho em Lê Hương nào. Một em bán tải Isuzu D-Max đời 2016, đăng ký là cuối tháng 12/2017 đây ạ. Máy dầu 2 cầu, số tự động đẹp. Một dàn này lốp mới, lốp sơ cua còn chưa hạ. Nói chung là em này zin toàn xe, sơn zin cũng phải lên đây hơn 90% luôn. Màn hình cam hành trình to vật vã này, màn hình giải trí đẹp luôn. Thiết kế cái cụm mà đằng trước này điều khiển này, auto điều hòa cực kỳ gọn gàng sạch sẽ luôn. Sấy sửa kính này, Isuzu đẹp đây ạ, 535 triệu. Hỗ trợ trả góp cho những bác nào thanh niên mới lấy vợ, mới xây nhà mà làm công trình công trường, chưa đủ vốn này. Thì vốn khởi nghiệp của khách hàng nhà mình chỉ hơn 200 triệu thôi. 535 triệu chỉ cần có hơn 200 triệu đánh xe về, còn đâu là em sẽ hỗ trợ trả góp cho mình để khởi nghiệp đây ạ. Đã làm công trình công trường cơ khí thì nếu như là niềm mơ ước của khách hàng nhà mình khi sở hữu một chiếc bán tải nhá. Thì em có chiếc Isuzu D-Max đây ạ, đầy đủ luôn, full kịch luôn, không thiếu một cái gì. Hỗ trợ trả góp đến 60% giá trị xe. Còn bên đây thì cũng có một em 7 chỗ ngồi đây ạ. Một em Captiva đời 2007, 7 chỗ ngồi mà giá khởi nghiệp cũng chỉ có 215 triệu thôi nhá. 215 triệu. Quá là nhiều xe luôn. 5 chỗ ngồi gầm cao. Một chiếc xe Zoti T600 hội tụ toàn đủ đầy đủ công nghệ vào đây ạ. Cam hành trình có, cam lùi có, cửa sổ toàn cảnh full HD không che luôn. Đèn là đèn bi, đèn gầm có, dải đèn nét có này. Xin nhan cũng được tích hợp ở trên gương. Máy của em Zoti T600 này là máy Mitsubishi đời 2016 và đến từ ông Hoàng Mao Trạch Đông nhá, ông Hoàng công nghệ Trung Quốc này. Những bác nào đã từng đi xe Zoti T600 thì hiểu rồi, xe nó đẹp, nó đi sướng như thế nào. 320 triệu cho chiếc xe Zoti T600 đây ạ. Ga tay tự động có, đề lỗ thông minh có này. Màn hình Z-Tech xịn luôn. Sấy sửa kính đầy đủ cho em, auto hết các bác nhá. Zoti T600, máy Mitsubishi, khóa tay, tay phanh là khóa tay điện tử cho em ạ. 320 triệu là có xe đi rồi. Còn bên cạnh đây thì em có một chiếc xe Hyundai Avante biển 34 đây ạ. Biển 34 Hyundai Avante thương hiệu đình đám đây. Đèn halogen có, đèn phá xương có luôn, cả đèn led này, cực đẹp luôn. Hyundai Avante 279 triệu, số sàn đời 2014 ạ. Đời 2014 có Hyundai Avante đi. Nghe gọi rảnh tay kết hợp luôn ở chỗ màn hình giải trí này. 100 triệu em có ạ. 100 triệu em có nhá, 100 triệu em có xe tập lái ạ. Hai chiếc Spark bên em với cái giá trị xe chỉ là 85 triệu thôi. Và một chiếc xe Matiz với giá là 66 triệu. Anh Trần Cường để lại số điện thoại cho em ạ, vì vừa rồi em đã đi qua rồi. Đợi em một chút nữa thì em sẽ quay lại cho mình nhá. Chào bác Minh Nguyễn này. 190 triệu thì có Corona Antis đời 2005 này. Một em ghét số tự động. Lá mồm. Một em ghét số tự động với lớp sơn màu vàng đẹp đây ạ. Anh Trần Cường ơi, 100 triệu quay đầu thì em có Spark này. Em này là giá chào bán là 93 triệu, nhưng em đã nói rồi, cắt sale luôn, giảm giá luôn còn 85 triệu. Ghế da hai màu đẹp luôn ạ. Lớp sơn bên ngoài là màu đỏ đẹp, gương kính là cụp chỉnh cho em.
ấn nút nhà phát nó tự động hạ gương kính này. 85 triệu có một chiếc xe Spark màu đỏ biển 12 này. Còn một chiếc Spark màu xanh lá nữa, đời 2008 nữa nhá. Số tự động đẹp bản nhập Hàn 188 triệu này. Xe DX thì em có một em xe DX màu xám đẹp biển 28 đây. Bản cửa lóc đời 2009, ghế da hai màu, em đang bán là 408 triệu. Em chào anh Nguyễn Hà này, chào bác Nguyễn Hà này, chào bác Trương Hùng Văn này. Đừng quên những lượt like và những lượt chia sẻ cho em nào. Bác Xuân Cường, bác Trương Nguyễn ơi, vào lại để chia sẻ giúp em đây nào. Toàn khách hàng thân yêu của em thôi, chia sẻ nhiệt tình lên cho em ạ. Kia K đen 7 chỗ ngồi, số tự động bản nhập khẩu đời 2008. Em đang bán là 285 triệu. 285 triệu là có xe Kia Carden đi ạ. 285 triệu, nước sơn màu đen đẹp. Bên ngoài màu đen, bên trong có màu đen luôn. Khát nước quá mà từ nãy giờ chưa thấy ai mang nước ra cho. Mọi hôm lắng thì hết người nọ người kia mang nước. Nay em gào lên khát nước quá mà chưa thấy ai mang nước anh ạ. Chắc là nghĩ mát giờ không khát. Anh Trương Nguyễn ơi, chia sẻ cho em lên nào. Chào bác Triệu Di Duyên Hòa này. Chào bác Vũ Văn Phiết. Vũ Văn Phiệt rồi, chắc nghe là tài Phiệt rồi. Biển 34 thì em có Chevrolet Cruze. Chevrolet Cruze đây ạ, nước sơn màu trắng đẹp, dải đèn LED, đèn halogen. Đời 2012, đăng ký đăng kiểm còn dài tít tắp mù khơi đến tận 2023 cơ. Em đang bán chiếc Chevrolet Cruze này với giá là bao nhiêu ạ? 258 triệu. Bản này nó có sấy sưởi ghế, à sấy sưởi kính cho em này, lấy gió trong ngoài này. Mà em không hiểu là trên xe bác chủ cũ bác có dùng cái gì mà thơm lắm ạ. Biết là có chở cái cô nào người yêu hay là vợ dùng cái gì mà rất là thơm luôn. 258 triệu. Mà cẩn thận đến nỗi là ốp hết cả cái 3D ở đây. Da 3D đẹp như thế này. Và phần dưới của táp lô và táp ly cực đẹp luôn. Phanh ABS đầy đủ ạ. 258 triệu cho em che Vred cờ đuôi. Anh em hồ sơ nào. Anh làm một cờ đuôi trắng trong chưa? Hưng ấy. Hưng nhỉ? Vâng, thế là ok rồi. Nếu như mà khách hàng thích Corona Antique, một thương hiệu lồi đồng cối đá ăn sâu vào tiềm thức khách hàng nhà mình, thì em có một em Corona Antique số tự động đời 2010. Giá chào bán là 395 triệu đời 2010 số tự động đây. Corona Antique và Camry là những cái dòng xe mà khách hàng phải đẳng cấp cấp mới thích thôi ạ. Em cảm ơn anh Triệu Duyên Hòa này. Nhiều xe đẹp quá em ơi. Và đừng quên và cũng đừng tiếc những lượt like cho em nhé. Quá là nhiệt tình luôn. Còn phân khúc dòng xe mẹc, các bác cứ nghĩ là bây giờ phải đi xe mẹc có nhiều người yêu phải đắt tiền lắm này, nhưng không hề này. Mẹc C250 số tự động đời 2010 bên em đang bán là 388 triệu. Biển thủ đô Hà Nội, một em mẹc với nước sơn màu đen đẹp, logo đình đám luôn. Đi họp lớp hay đi ăn cỗ mà nhìn thấy cái logo này thì các bác phải lé xa này. 199 triệu, chưa đến 200 triệu có xe mẹc đi. Đây rồi. Tìm mãi mới ra em Accent. Một em duy nhất sau cái vụ vừa rồi bóng đá này. Một em Hyundai Accent đẹp đây ạ, biển 18. Hyundai Accent đời 2019, số tự động 1.4, nước sơn màu đen đẹp. Hyundai Accent, đèn halogen có, đèn LED một dải luôn. Đèn gầm cũng là đèn bi salon là xin nhan trên gương. Đăng ký đăng kiểm tháng 5 2023. Và điều quan trọng là 475 triệu bao rút hồ sơ. Xe Hyundai Accent màu đen đẹp đây ạ. Tổ hợp phím bấm trên vô lăng. Ga tay tự động có này. Hyundai Accent đẹp đây ạ. Tìm mãi mới ra em Hyundai này đây các bác nhìn này. La răng thể thao phanh ABS này. Em chào anh Lý Văn Dậu này. Anh vào muộn quá. Chia sẻ cho em lên đi anh ơi. Anh Nguyễn Đức Vinh nào. Ở đây khách hàng nào mà quan tâm về Hyundai Accent số tự động đời 2019 này, 475 triệu. Em này hỗ trợ trả góp được đây ạ. Cảm biến va chạm phía sau là 4 mắt cảm biến này. Cam hành trình có, cam lùi có nhé. Biển 18 nhưng mà em đầu hơi đơ đơ, không nhớ ra biển 18 là ở tỉnh nào. Các bác thử bình luận hỏi em là biển 18 ở tỉnh nào nào. Bản này là bản đủ này. Nút mở một trạm thông minh trên cánh cửa này. Xin nhan trên gương, la răng thể thao đẹp. Và em này thì các bác đã chốt cửa không cầm chìa khóa ra. Em nhìn qua vào trong thì có ghế da hai màu đẹp. Úi dồi ôi, xe đẹp thế này. Thế nào số là bao nhiêu? Tối em quay em vừa mới về mà.
Hyundai Accent đời 2019 475 triệu. Innova dịch vụ của anh. Em có một em Innova bản G xịn 240 triệu nhưng mà hôm nay thì em để ở đâu em chưa nhìn thấy. Cơ là em một chút nhá, anh công nhân năm ấy rồi để lại số điện thoại cho em. Một em Innova 2007 240 triệu bản G xịn em có đấy nhưng mà giờ em không nhìn thấy ở đâu. Mất ID cơ. Em có hai chiếc Innova vừa số sàn và số tự động nhá. Anh công nhân năm ấy ơi để lại cho em nào. À, bây giờ thì bên em không mưa anh ạ, nhưng là đang báo là tối nay sẽ mưa. Nên là hôm nay em Lê Hương làm một buổi để báo giá livestream buổi trưa. Hôm nay mát rồi. Chứ nếu như mà nắng như mọi hôm thì sức khỏe em không thể like được cơ. Bên cạnh em siêu phẩm xinh gái ngất trời là một em Accent số tự động. Thì bên đây em có một em Vios. Vios bản CVT, tức là số tự động đẹp đây ạ. Em này cũng làm trả góp rồi các bác này. Vios form dáng mới đời 2018 số tự động bản E xịn này. Lít Santella, anh Đỗ LT đúng là một bác ngắm phát ra Lít Santella phân khúc hạng D luôn. Đợi em một chút. Đợi em một chút, một phút thôi ạ. 448 triệu cho em Vios bản E xịn số tự động đẹp tư nhân nhá các bác nhá. Số tự động đẹp tư nhân. Nếu mà nói bật mí to hơn nữa là bác này bác chủ rất là giàu luôn. Chán rồi. Lên xe 7 chỗ ngồi đi đông người cơ. Cam hành trình có này. Cam lùi có, số tự động đẹp Vios đây ạ. Vios 448 triệu. Ít nhất là 50% giá trị xe trả góp này. Còn một em siêu phẩm phân khúc hạng D. Nói chung là nếu như những cái dòng kia đó là phân khúc hạng B, hạng C. Thì một em Lít Santella. Lít Santella phân khúc hạng D, số tự động bản nhập khẩu đời 2009 này. Khi các bác nghe đời 2009 mà trên 300 triệu thì bác nghĩ hình dung ngay. Vì sao với cái đời của nó hơi sâu như thế này mà sao nó vẫn giữ được một cái ưu thế này. Lít Santella 346 triệu, phân khúc hạng D đẹp, màn hình giải trí to đùng. Tổ hợp phím bấm trên vô lăng, em này có một đôi loa gọi là nếu như các bác nghe cải lương thì không muốn xuống xe nữa, điều hòa mát lạnh. Lít Santella 346 triệu, phân khúc hạng D đẹp, một chiếc duy nhất bên đây Hương có này. Đèn là đèn bi salon, biển thủ đô Hà Nội, hạng D nha các bác nhá. Hạng D không phải là hạng vừa đâu. Không phải là dạng vừa đâu các bác ạ. 346 triệu, màn hình phải to hơn cái iPad nhà em, to lắm luôn. Cam hành trình có, cam lùi có, đầy đủ cho em luôn. Còn khách hàng nào mà thích xe i10 i10 bản sedan 2 đầu với lớp sơn màu trắng đẹp này, thì em có một em biển 34 3131, i10 238 triệu đời 2015 số sàn 1.2. Bản này là bản nhập khẩu nhá. Ốp hết mạ chrome tay lắm cửa này. Lẹp chân kính này. Màn hình giải trí có luôn. Em diễn khéo thế. Sao lại diễn anh thật tình như thế mà. Màn hình giải trí có rồi. Bác nào khởi nghiệp thanh niên mới lấy vợ mà muốn một cái nghề không phải lắng mưa thì làm ngay em i10 này về cho em. Chạy dịch vụ này. Đám cưới đám hỏi mình chạy thêm này. Rất là ok. Ui chị đi. Tao tức nó lùa lắm em. Giật cơ mình. Thế này lấy quả mai em giật lấy lên. Lít Santella đây ạ. Lít Santella phân khúc hạng D đẹp cho em nhé. Chào bác Giang Hân này. Còn bên đây thì có một em Mazda Fremacy 4, biển đăng ký là 4 số này, thủ đô Hà Nội, 7 chỗ ngồi, số tự động em đang bán là 162 triệu. Anh ơi em có nhá. Anh Triệu Hòa Duyên ơi, xe mà 7 chỗ ngồi này. Trước mặt anh là một chiếc Mazda Fremacy đời 2003, số tự động 7 chỗ ngồi, em đang bán là 162 triệu. Động cơ 1.8 này. Đây là một chiếc này. Một chiếc Innova lẻ 10 nữa, 333 triệu. À 330 này. Em còn có cả Kia Carrera này, Captiva này, Sorento này. Nói chung là 7 chỗ ngồi thì bên em nhiều lắm ạ. Ở bên đây thì các em có hai chiếc xe Isuzu máy dầu dành cho những bác nào công trình công trường. Nhà mình mà cứ lụt nội cứ đi bản cao cấp mà bánh to cho em. Anh Triệu Hòa Duyên ơi, em có Mazda Fremacy này, Kia Sorento này, là 7 chỗ ngồi nhá. Để lại số điện thoại cho em thì em sẽ gửi cho mình một cái hình ảnh video chi tiết nhất về những dòng xe mà mình quan tâm này.
Ghét nhập khẩu thì em có đây, đời 2009 158 triệu. Kia Morning số tự động đẹp, hai vợ chồng đều đi được, 235 triệu, nhập khẩu 1.0 số tự động này. Còn bên đây thì có một em Chevrolet Cruze đời 2011 số sàn, biển Hải Phòng nhá, 240 triệu. À, em i10 này thì hôm qua em mới về đây ạ, biển 17 này. i10 bản sedan 2 đầu, form dáng đẹp chưa? i10 mới về chiều ngày hôm qua, đến hôm nay em vẫn chưa có ấy này. Vẫn chưa có hình ảnh này, tí là mới chụp cơ. Ghế da đẹp căng. i10 275 triệu. Lướt sơn màu trắng đẹp này. i10 đời 2017, đời cao chốt vót luôn. 275 triệu, động cơ là 1.2. Anh triệu Duy Hòa đợi em một chút nhá. Còn bên đây thì có một em siêu phẩm nữa đây. Một em Hyundai i10 biển 34192, số tự động bản nhập khẩu Ấn Độ cho em, đời 2014. Giá chào bán chỉ có 295 triệu thôi. Bản này là bản đủ 1.0, có nút mở một trạm thông minh trên cánh cửa này, đề lỗ thông minh, tổ hợp phím bấm trên vô lăng. Nghe gọi này, có tắt bật cảm biến luôn các bác nhá. Màn hình giải trí này. Đây là em yêu của em Hương ấy, bật mí khách hàng, đây là em yêu của em Hương. Xe thì cực đẹp luôn, bản 1.0, siêu tiết kiệm nhiên liệu, giá là chưa đến 300. 295 triệu, đời 2014 ạ. Bản nhập Ấn Độ cực khỏe này, chào bác Hà Hà này. i10 hôm qua em mới về đây, biển 17, 275 triệu, đời 2017. Nhập khẩu 1.25 này. Ford EcoSport 5 chỗ gầm cao mà em bán chỉ có giá là bao nhiêu ạ? 385 triệu. Đời 2015 số tự động biển 35 nhé. Bản nhiều túi khí này, Ford EcoSport bản titanium cao cấp. Bán tải bên đây thì em có lẽ em bán rồi này. 5 chỗ ngồi gầm cao, em có cả Tucson máy dầu nữa. Tucson máy dầu 535 triệu đời 2010. Bản nhập Hàn, bản full kịch cho em này. Bản này có cửa lóc, cụp mở tự động cương. Tucson cổ nhập Hàn nhé. Tucson gầm cao 5 chỗ ngồi. Con mới về thêm được một em Kia Morning nữa. Kia Morning đăng ký 2 chỗ ngồi biển van này. Kia Morning van, mà điều đặc biệt em thích nhất ở chiếc xe này là hàng ghế thứ hai. Không khác gì một cái giường các bác ạ, không khác gì một cái giường. Các bác có thể đi chở hàng, chở người, mua về cho vợ nếu như là chủ shop quần áo này, chở quần áo này. Kinh tế có thì đi chơi, đi du lịch, đi đánh golf. 238 triệu có Kia Morning đi này. 238 triệu. Bản nhập số tự động 1.0 đời 2013 nhá, biển 34. Em rất là nhiều xe 7 chỗ số tự động luôn. Anh Triệu Duy Hòa để lại số điện thoại cho em nhá. Innova em có số tự động đời 2010 đây ạ. Innova 2010 số tự động 330 triệu. Thời điểm bây giờ thì rất là nhiều xe đẹp luôn. Alo ạ. Dạ. Dạ. Sao thế? Có xe nào nhỉ anh nhỉ? Con Tubi á. Em làm gì có con Tubi nào nhỉ? À, anh đợi em một chút nhá, để em xuống ngay rồi em gọi lại cho anh nhé. Em chưa hình dung ra nhé. Dạ dạ kìa. Em chào anh bác Thái Han Văn Hà này, chào bác Lu Lông này. Khách điện cho em nhưng mà em xin phép để em chào các bác trên livestream trước. Vừa rồi thì em Lê Hương đã báo giá rất là nhiều dòng xe ô tô. Bên em Lê Hương đang chào bán này. Cứ tưởng là không mưa nhưng mà oi quá, không lắng thôi. Cảm ơn tất cả khách hàng thân yêu đã cùng em Lê Hương xem hết buổi báo giá ngày hôm nay. Hôm nay thì em về thêm rất là nhiều xe. Từ Accent này, Vios này. Và những dòng xe cỏ em lại về thêm rất là nhiều. Khách hàng nào quan tâm mẫu xe nào thì cứ để lại số điện thoại cho em ở dưới cái bình luận, ở dưới bài livestream này của em nhé. Hoặc kết nối Zalo qua số điện thoại 0354602790 để được em Lê Hương tư vấn này.
Xe bên em bán ra thì em cũng cam kết là không đâm xô và không ngập nước rồi, nên các bác hoàn toàn yên tâm nhé. Địa chỉ bày bán showroom bên em là 51 Thanh Xá, Liên Hồng, thành phố Hải Dương. Rất mong là khách hàng sau những buổi livestream của em thích dòng xe nào và muốn chạy thử mẫu xe nào thì cứ alo cho em đến bên em để chạy thử và cảm nhận xe nhé. Còn có lẽ là bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại khách hàng vào ngày mai. Nếu như trưa ngày mai mà không nắng thì em sẽ lại live trưa. Còn nếu như mà nắng quá thì em sẽ phép live tối. Chứ nắng quá là em đang live khả năng là lăn đùng ra ngất mất, nắng quá. Em chào anh Trọng Hải này. Những bác nào mà mới tham gia buổi live stream của em mà chưa biết đến em thì cũng cho em xin giới thiệu, em là Lê Hương Ô tô Hải Dương, chuyên mua bán và trao đổi tất cả những dòng ô tô cũ đã qua sử dụng. Còn những khách hàng nào mà đã theo dõi em rất là nhiều tháng nay rồi thì cũng cho em xin lời cảm ơn nhé. Cảm ơn tất cả khách hàng đã quan tâm và ủng hộ em ạ. Và những bác nào mà chưa đăng ký kênh thì cho em xin một lượt đăng ký kênh, ấn một nút thích trang bên em Lê Hương Ô tô Hải Dương nhé. Để khi em up lên những video thì khách hàng nhà mình quan tâm mẫu xe nào, người nhà nhà mình có khoe là muốn mua xe nào thì hãy giới thiệu giúp em nhé. Còn có lẽ bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại tất cả khách hàng vào buổi báo giá ngày mai. Chiều nay thì em cũng sẽ lên video về những mẫu xe mới về bên em, những cái video chi tiết nhất để em gửi tới khách hàng một thông điệp để các bác có thể nhìn vào đấy, có thể chắc chắn một điều là nhìn vào đấy rồi lấy khách hàng nào ở xa thì em có thể ship xe hỗ trợ. Còn khách hàng nào gần đến chạy thử thì em vẫn hoan nghênh nhé. Còn bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại. Đừng quên số hotline của em là 0354602790 ạ. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả khách hàng thân yêu vào ngày mai ạ.